Một cái là căn nhà này mặt tiền rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó căn nhà này nha. À, hiện tại là căn nhà này có diện tích đất là 39 m2. Dạ vâng, xin mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lâm nhà đất chuyên review bất động sản tại thành phố Biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. À, hôm nay tiếp tục là em review cho cô chú anh chị một căn nhà mình có thể là vừa ở mà vừa kinh doanh luôn cô chú anh chị ạ. À, với căn nhà này là nếu như mà cô chú anh chị có thể mình cho thuê lại á là loanh quanh đâu đó là 20 cho đến 25 triệu cho một tháng nha cô chú anh chị. Hiện tại là em đang đứng đây là ngay chỗ khu bàn cờ trung tâm thành phố Nha Trang luôn cô chú anh chị ạ. À, bên kia là cái đường Hồng Bàng và đường Mạc Đĩnh Chi nè cô chú anh chị. Đó đây đường phía sau lưng em đây là Mạc Đĩnh Chi rộng 14 m nè, còn Hồng Bàng thì nó đang là 16 m nha cô chú anh chị. Đó đây là trung tâm của khu bàn cờ của thành phố Nha Trang nha. Từ vị trí này cách 200 m thôi là cô chú anh chị đến cái trục đường Ngô Gia Tự nha cô chú anh chị, là mình có thể đi ra ngã 7 này rồi mình đi ra đi tắm biển mỗi ngày chị đâu đó là tầm 2 đến 3 phút di chuyển bằng xe máy thôi cô chú anh chị ạ. À, còn bên đây là cái đường Nguyễn Trãi nha cô chú anh chị. Đó, rất là thuận tiện luôn. Và với căn nhà này là em đang quay đây với được một cái là căn nhà này mặt tiền rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó căn nhà này nha. À, hiện tại là căn nhà này có diện tích đất là 39 m2 cô chú anh chị ạ. À, nhưng mà hiện tại là sổ cũ á. À, căn nhà này chỉ mới hoàn công là 2 tầng thôi cô chú anh chị ạ. À, còn cái này là chủ mới nâng cấp thêm và đã có giấy phép xây dựng nha cô chú anh chị, chưa có hoàn công gắn lên trên sổ hồng nha. Đó vị trí xung quanh đây thì rất là nhiều về mặt hàng ăn uống kinh doanh rất là đầy đủ luôn. Đó, đi ra đây là tầm 200 m thôi là cô chú anh chị có thể là nào là cà phê hai lần nè cô chú anh chị, và ăn nhậu ở đây cực kỳ đông đúc luôn. Đó về từ vị trí này cô chú anh chị có thể là mình cho con cái mình đi học rất là gần luôn, đi xuống dưới đây nè tầm 150 m thôi là mình đến cái trường Âu Cơ nha cô chú anh chị. Đó còn đường này đường Mạc Đĩnh Chi nè, đó đường khu bàn cờ luôn. Với cái căn nhà này là diện tích là 39 m2, ở mặt tiền là hướng tây nam nha cô chú anh chị, có bề ngang là 3 m 8. Thì bây giờ em sẽ đi qua bên căn nhà này quay ra mặt tiền cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây bây giờ em đang đi bộ qua bên đường này cô chú anh chị. Đó căn nhà này rất là đẹp luôn. Đó đây ngang thì căn nhà này nó khá là nhỏ của chú anh chị ạ. À, ngang chỉ nó có 3 m 8 thôi, nhà đã sửa sơn lại hết rồi, ở trần thì cao đóng thẳng phu quý luôn. Đó, ở dưới đây thì chúng ta có thể là vừa ở mà có thể là cho thuê bán hàng luôn. Nhưng mà nhà này thì cô chú anh chị có cái vỉa hè nó cũng khá là vừa đủ thôi cô chú anh chị ạ. À, đó mình bán cái gì cũng được hết. Đó mặt tiền trước nhà của chúng ta đây, đó mặt tiền thì rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó phía trước đây là mặt tiền trước nhà của chúng ta nè, ở công viên hàng xóm của chúng ta cô chú anh chị ạ. À, đó rất là đẹp nha. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong đây căn nhà này khám phá cho cô chú anh chị xem nha. Đó bên dưới đây thì hiện tại là đang là đổ không thôi, trống không thôi, và phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh. Đó nhà vệ sinh ở dưới đây cô chú anh chị ạ. À, đó với bộ cửa nhôm sinh pha nè. Đó và đây là cái cửa một cái tấm gương ngay chỗ đây là để mình rửa tay nè cô chú anh chị. Rồi bên đây là sẽ có một cái vòi tắm và bồn cầu nha cô chú anh chị. Đó rất là đầy đủ công năng luôn. Còn thì cao đèn led nha cô chú anh chị. Đó ở đây là mình bán hàng làm mở xe ba, mình có thể mở một cái quán cà phê cũng được này cô chú anh chị, mình chạy xe lên đây mình đổi dưới đây cũng được ha. Đó, rồi bây giờ em sẽ đi khám phá lên trên tầng trên này cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây thì chúng ta sẽ đâu đó là tầm 70 đến 80 m2, 70 đến 80 cm nha cô chú anh chị nhau nha. Cầu thang này đóng được đóng đá nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, với cái cầu thang là chủ đầu tư rất là nội thất sẵn cho cô chú anh chị luôn, với cái tay nắm bằng gỗ này. Đó, và có những cái chỗ vết đây là giác vàng nè cô chú anh chị. Và chúng ta sẽ đi lên và có một cái đèn cầu thang nha cô chú anh chị nha. Đó lên tầng 1. Tầng 2 này thì cũng giống như tầng dưới luôn. Đó chúng ta cũng có một cái mặt bàn trống và một cái nhà vệ sinh cô chú anh chị ạ. Đó và phía sau đây chúng ta sẽ có một cái cửa để đón gió nha cô chú anh chị. Đó cũng đầy đủ công năng luôn, ốp gạch men đầy đủ. Đó và phía trước đây thì cũng có sẵn những cái khung để mình lắp máy lạnh vào nha cô chú anh chị. Đó trước đây thì chủ có chăm sóc thêm một cái vàng tiểu cảnh như thế này rất là đẹp đúng không ạ. Và chúng ta sẽ đứng đây và thấy được cái view như thế này nhá cô chú anh chị. Đó thì nhà này hiện tại là đã hoàn công, sổ này là lúc 2014 của chú anh chị ạ. À, để gắn tài sản lên 2 tầng rồi, còn một tầng trên nữa nhưng mà hiện tại đang là giấy phép xây dựng thôi. Đó đây đứng cầu thang quay ra mặt tiền trước nhà cho cô chú anh chị xem nè.
Đó, với sở hữu ngay một căn nhà ngay khu Bàn Cờ luôn, với diện tích là 39 mét vuông đất, ở nhà 3 lầu nha cô chú anh chị. Đó, bên trên đây thì cầu thang có cái ô giếng trời này. Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị, mình đón gió ánh sáng đi vào bên trong đây rất là hợp lý luôn. Đó, lên tầng trên đây là tầng 3 này, tầng 3 nó cũng giống như tầng dưới luôn. Đó, đây cũng là nhà vệ sinh này, đó có vòi tắm luôn cô chú anh chị, đó, rất là xịn sò nha, có máy nóng sẵn cho cô chú anh chị luôn. Phía sau đây là kiểu như cái ô giếng trời đó cô chú anh chị, thay vì hộp ghen nước thì chủ tiện lợi ở phía sau này sử dụng luôn đó. Đây là cái không gian phía trước này của chú anh chị, đó cũng đóng thạch cao đầy đủ luôn của chú anh chị luôn, đó cũng có sẵn những cái khung đóng máy lạnh như thế này đó. Về từ vị trí này đó, để chúng ta sẽ có một cái ban công này của chú anh chị, đó ban công ở phía trước nè, đó cây cảnh đó đây, đó, rất là đẹp nha. Đây là chúng ta có một cái ban công này đứng trên tầng 3 nhìn xuống không gian của trung tâm thành phố Nha Trang này cô chú anh chị. Đi về cái xe ô tô này nè, mình đi ra lại cái đường Ngô Gia Tự nha cô chú anh chị, và mình đi tắm biển như mỗi ngày đâu đó là tầm 2 đến 3 phút di chuyển bằng xe gắn máy thôi hoặc là ô tô nha. Đó rồi thì em sẽ báo giá luôn với căn nhà này là chủ sư ban xem tên thế phí cho cô chú anh chị luôn, là với tầm tiền là 7 tỷ 500 triệu nha cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị nào mà có sản phẩm bất động sản đang còn mua bán hoặc là còn review thì hãy liên hệ qua số điện thoại của em nha. Và cô chú anh chị nào quan tâm về căn nhà này thì hãy liên hệ ngay qua số điện thoại của em Lâm nhé, kết bạn Zalo với em để em gửi thông tin chi tiết vị trí căn nhà sổ đầy đủ cho cô chú anh chị nha. Rồi xin chào quý cô chú anh chị, hẹn gặp quý cô chú anh chị ở các video lần sau nha.